trận lũ từ đêm ngày 10 tháng 11 đã cướp đi hàng tỷ đồng của người dân nuôi trồng thủy hải sản tại vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Dọc đường đi đến khu phố Dân Phước, Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, hàng loạt thương lái đang thu mua từng xe thồ lớn tôm hùm chết do sốc lũ. Giá tôm chết do sốc lũ được các thương lái mua rất thấp, 200.000 đồng 1 kg. Lũ đã cuốn trôi, làm chết hết 20.000 con tôm hùm xanh và nhiều cá của anh Trần Im, 42 tuổi, ở phường Xuân Thành, gây tổn thất 700 triệu đồng. Anh Trần Yên, 45 tuổi, cùng ở phường Xuân Thành cũng bị tổn thất 600 triệu đồng do lũ cuốn trôi 16.000 con tôm hùm xanh cùng với nhiều lồng cá. Chị Trần Thị Được, vợ anh Im, ôm đứa con mới 10 tháng tuổi khóc nghẹn. Tôm cá của tôi, số thì đã nuôi được 4 đến 5 tháng, số thì hơn 14 tháng sắp thu hoạch được rồi. Giờ lũ đổ về khiến vợ chồng tôi gần như trắng tay. Hiện tôi còn vay ngân hàng 600 triệu và nợ ngoài cũng nhiều. Tiền lãi hàng tháng rất cao, giờ chẳng biết lấy nguồn đâu để bù đắp. Trong sáng ngày 12 tháng 11, ngành chức năng thị xã Sông Cầu vẫn đang tiếp tục thống kê các thiệt hại sau cơn lũ đổ về đêm ngày.